cái cù này nhiều chuột thiệt. Hey, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Hôm nay mấy chú cháu mình tiếp tục đi bắt chuột vào mùa gặt lúa nha mọi người. Bữa nay quá đông rồi. Khuôn đông quá rồi. Mẫu gì mà đông. Bữa nay khá là đông luôn mọi người ơi. Tại vì cái khuôn này là cái khuôn cuối cùng, cho nên người ta tập trung rất là đông luôn. Nãy mấy cháu cũng có hay bày đàn hay nhóm gì đó bắt chung. Cá nhân thì mình không làm lợi người ta đâu mọi người ơi. Tại đông quá. Đông quá. Đừng nói lại. Nãy mấy cháu không bắt theo nhóm hay theo đội nữa, bắt chung. Dạ. Đó, chạy ra rồi thấy chưa? Nó. Kìa. Yeah. Đó đó cái ông áo xanh nó thấy đó. Con gì đó đỏ đỏ phải không? Con gì vậy? Vinh. Wow. Quá hay. Đúng là cameraman thứ dữ. Hả? Con gì hổng quá. Giờ nó có thằng bắn nha. Thôi, xin luôn. Cameraman có một tay mà xin luôn. Gì vậy? Con gì vậy? Con gì băng băng ngắn mối kìa. Thôi con lũa nó đâu chuột. Chịu nó. Dính luôn rồi nè. Chịu nào. Đông vậy mới vui. Rồi xuống nước. Hả? Đéo cầm chưa? Đâu uống cái chai. Trứng này là trứng gì? Hai ba trứng gì luôn ôm. Nè. Dính hơn mà thấy mềm mềm dính nè. Dính nè mọi người. Đây, chuột khá là to. Nước vậy mà có chuột chứ. Con gì hả? Con gì mà mò chứ hả? Cá hả? Cá lóc. Đây nè mọi người, bánh xích nó cán được con nữa nè. Thank you.
bự không? Trời ơi, được kìa. Bị cắt rồi. Bị máy cắt cắt. Cái khô này chuột cho mà thấy nè, không nó khô ha, xung quanh nước không, nó khô. Đó chuyện rồi, quá trời, quá chuột, còn đâu tới lượt mình, cứ là dưới không. Cái miếng này khô quá chuột chạy rồi mọi người ơi. Không ơi, không lượm được có cái con khúc gắn nào mọi người. Trời ơi, con gắn nó bự. Mò em quá đã. Này gắn gáo. Gắn gáo. Bỏ vô đi. Bỏ ngon. Gắn được đầu mà. Ừ. Công nhận gắn được đầu không chụp được cũng hay giỏi quá ta. Tâm tâm tâm. Dính nè mọi người ơi. Đây một em nữa nè, quá trời to. Đâu rồi, bự lắm anh hết ơi. Ui gặp ta bự rồi, ba gì quá khổng lồ. Con đấy chưa? Dính này ăn cắm xuống luôn. Dính mới ăn chứ sẽ sao ăn. Wow.
Nè, bắt đi thôi. Ủa, chết rồi nè. Kỳ hả? Có kỳ á. Thấy đó, đó, chuột bự nè. Siêu hả? Cái bàn giò quá lớn. Cơ hội chỉ đạp được có một lần ha. Cái khuôn này khô nè, chuột nhiều. Đó, 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 đó. Ôi, kìa, kìa, chạy lúc xe lên kìa. Đó, 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 đó. Cán rồi. Dính nè. Con gì hả? Ê, trời ơi. Chiếc kia mà bu dữ vậy hả? Thôi con bự. Gì đó trời. Dốc quá gì rồi. Dốc nữa rồi. Dốc. Chập cái hơi của con chuột hồi nãy người ta chập á. Cái hơi của con chuột nãy. Đó. Nó thấy không? Yêu cầu đạp đạp là bu lại liền hả? Nó nằm trong cục này. Để con đá đó. Trời. Dính nè. Thấy không? Dính nè. Ê, cắn tao kìa. À, à. Ở đâu mà nó chạy khơi khơi. Lấy giò héo. Hả? Ây da. Ê, 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 trời ơi. Nó lặn lại đây nè. Ôi, hư. Hư. Ôi, à, dính này, dính này. Gãy bị sườn rồi. Cái thằng này thiệt. À, để vô. Phải cho, để cho nó sống nè, thấy không? Bao cắn luôn. Lụm đâu được chuột hả? Tự tin lại cái gì luôn. Này thương binh không à anh em ơi? Cục đuôi. Thương binh. Anh Phong, đi bắt chuột này giống cờ hó chị Sương quá anh Phong. Ừ, mày chụp Sương chứ tao chụp chuột á. Tao chụp chuột không mà chứ tao đâu chụp Sương như mày. Quá trời. Hồ ơn cơm nấm. Quá đã. Quá trời bắt được nhiều cúm nấm ghê mọi người. Gì dữ dữ hả? Rồi xong. Quá trời chuột nè mọi người, nó cắn nát ruộng hết trơn. Chuột rất là phá hại mùa màng luôn. Cắn banh ruộng hết, thưa rỉnh hết trơn. Con gì hả? Cúm nấm hay hả? Ồ, cúm nấm đó nè. Dính. Dính rồi. Chuột khá là to. Đây. Quá trời chập trên kia kìa. Quá đông, chia sẻ ngượng chục mấy con. Mời mọi người coi nè, rất đông luôn. Thì mọi người, mấy chú cháu mình đã làm được 2-3 ký rồi. Giờ còn khuôn nhỏ này mọi người, giờ cái khuôn này chắc dừng 3 công à. Đang thả giạc nha. Lòn vô quần luôn. Chạy đây luôn nè. Trời ơi, cái đó mà nó cắn nó nhai cái ha. Còn cái đuôi không à? Còn cái đuôi không à? Nhớ tới trời chết luôn. Nè chạy tới đây luôn nè, còn đuôi không à? Con có chụp lại không? Không. Lỡ con chụp không dính chuột, chụp dính kia bả ảnh chuẩn chết. Lỡ con chụp không dính chuột, chụp dính kia bả ảnh chuẩn chết. Con kia là con gì? Thì con đó đó. Chụp gì không? Chụp chuột nè. Thấy ghê không? Chụp được hai con kìa. Wow. Không. Con con gì đang thui hả? Hai con sình thôi. Chết rồi. Rồi tới có cản. Rồi tới. Trời ơi.
chạy đầu tôi luôn rồi. Cho báo cáo mày. Điểm chưa? Hỏi phải con này hay con kia? Thiếu mập chụp được con cúm núm. Con cúm núm đứt cái đầu vậy mà nó chụp được luôn á. Trời ơi xui thiệt, phút cuối cùng á cắn. Con bị cắn nè. Cắn. Bị cắn đâu? Chảy máu luôn. Cắn giờ cứng ngón tay luôn rồi. Về mình phải ngâm nước muối. Thử nó. Cái chuột mới được. Thử nó. Cái chuột mới được. Thử dính được không em? Hàng bằng trưởng quá hay, dính không? Dính nào? Dính không? Lúng dưới bà thủy luôn, quá trời chuột bự luôn. Hồi nãy tức ghê, chụp lại ông kia. Chụp dính lại ông kia, nắm đuôi ông kia dịp lên luôn. Ông kia chơi kỳ quá. Thôi thầy, công nhận Hiếu, chụp cúm núm đứt cái đầu luôn. Hay ta, lẹ với tài. Hồi nãy anh chụp gắn em có nói gì đâu. Ủa, nãy mày khịa tao đó. Giờ tao không kia lại. Nè. Cúm núm với con gắn bị máy cắt đứt cái đầu. Thấy không? Lặng kìa. Lặng xịn. Lặng không nổi. Ôi mình nắp xịn á, nắp bộ cuộc tình. Mấy chuột này phá hoại mùa màng rất là ghê nha các bạn. Nội một con nó ăn cả cái bàn, chắc đám ruộng chừng chục con muốn hết luôn. Nhìn tinh mắt em. Ếch. Ếch bỏ lại bị đi. Một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn, năm con nè, sáu, bảy con nè, tám, chín con nè, mười con nè, một, mười hai, mười ba, mười bốn, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mình mới lượm được cái đầu gắn cho con cúm núm nè các bạn. 16, 17, 28, 29, 30, 31, 33, 31, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50 con. Hai con ếch, con chim với con gắn là 4 con, là 54 con á. Rồi bây giờ cũng chiều rồi ha tụi con. Dạ. Mấy chú cháu mình về chế biến món ăn. Lên đường. Trời quả không nổi luôn, 5-6 kg mà. Mình cứ tính trung bình 10 con 1 kg mọi người, nhiều khi có 6 con 1 kg nữa. Con bự á. A few moments later. Chuột mình đã mần xong rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ ướp nước mắm với bột ngọt nha. Còn mình sẽ bào xả nha. Ủa mấy em làm gì vậy? Hả? Lại là nó nữa. Cô làm gì vậy? Không. Cái này ai bắt con chuột bự vậy? Hiếu ơi, bào xả như đó được rồi Hiếu. Không. Chắc chuột như đây mình ăn không nổi rồi. Xả gì nhiều chứ vậy? Công nhận chuột này thịt không heo. Đã ghê. Bự dữ. Nhìn thấy thèm rồi đó. Chuột này bắt ở đâu vậy không? Chuột này hả? Ừ. Chuột này mình phải ướp với nước mắm nhiều nhiều khá khá nha mọi người. Để cho nó ngon. Với bột ngọt nè. Với xả. Vô là bá chét bù chét luôn. Chị tội. Xả này bao nhiêu dữ vậy heo? Ừ xả này hả? Ừ. Xả này chắc như đây ướp đủ heo không? Ờ như đó đủ rồi em ơi. Ok ok. Có mấy con chuột thôi mà nó chịu có liếm xỉa gì hết à? Ôi giận quá đi về luôn. Thôi ta lại nè. Lần này Hương An, có lần sau là không quay lại đó. Mày quý quá ha. Dữ ta, có lần sau nữa hả? Không có lần sau đâu. Mấy anh cần em làm gì không? Mày lại mày nhóm lửa đi. Nhóm lửa là mình có ăn rồi ta. Ok. Nè em đỡ về vô chỗ nóng kìa. Ok. Được rồi con. Thường thì mấy chú cháu mình ướp vừa ăn rồi chiên luôn mọi người. Lát khỏi chấm. Trời ơi cái thơm kìa. Thơm.
già luôn rồi. Chiên lửa nhỏ cho nó chín. Nhiều khi nó áp quá cái nó cháy cháy bên ngoài, nhưng mà thật sự bên trong nó sống, bên trong nó sống. Chuột né tới. Sao mấy con chuột này dục như dầu cái nó khép rồi ta, có mấy con khép, mấy con khép rồi. Anh biết sao mấy chuột này khép nép đây không? Tại vì mấy chuột này mấy chuột cái nè. Hả? Sao mày biết chuột cái mày bằng rồi mà? Quá đơn giản, tại vì nó thì mị nó khép cái nép nó lại. Có sao ngộ, chuột đực nó banh ra mà chuột cái nó khép được. Ồ, cái chuyện đó của tụi con Út Hút biết. Chứ để thế này mà. Vô trời thế này mà chuột Út với xã chiên rồi hỏi thứ gì chịu nổi. Thơm quá, da khè luôn đó. Thơm thứ gì chịu nổi. Công nhận nó ngon gì đâu quá trời. Quá đã. Wow, quá hấp dẫn mọi người ơi. Rồi, quá thơm, quá hấp dẫn. Quá đảo ơi. Rồi mời mọi người và các bạn ăn với mấy chú cháu mình luôn nha. Chuột chiên nước mắm. Wow. Ok. Bớt chút chứ. Còn rắn thì mấy chú cháu mình để lại mọi người. Hầm đu đủ đi. Hầm đu đủ ăn lần lần. Nhiều đây chuột là mấy chú cháu mình chiên mới có mớ, còn mớ để chừa. Nhiều khi có đối hạn gì ăn. Đối hạn. Hạn hán hay gì? Hạn hán kéo dài hả? Có hạn, có hán không? Đùa kìa. Ui đùa ít ngon. Wow. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với mình nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với mình nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn nha. Rồi mình mời mọi người và các bạn ăn luôn với mấy chú cháu mình nha. Đúng là không làm vẫn có ăn đi, ăn trực là ngon nhất luôn. Tao xin nói câu đó mà mày nói rồi tao khỏi nói luôn. À vậy là mày muốn bao nhiêu mốt đi ăn trực nữa hả? Trước sau gì mấy anh cũng nói già. Em nói trước cho đỡ ngại. Dạ. Nghe tin đồn mấy anh đi bắt chuột em nôn nao lắm luôn á. Vậy tin đồn mày? Tụi tao có làm gì đâu tin đồn. Nó lộn, tin mấy anh đi bắt chuột. Sao mày không đi mình nôn nao chi ạ? Em mày... em có công chuyện. Mày mà mua thuốc uống chưa? Mình nôn mà. Nôn vậy? Mua thuốc nôn uống. Nôn, nôn này là nôn nao. Nôn nóng, hiểu chưa? Chứ đâu ra nôn. Không phải nôn ói đâu mà tự nhiên nói đi mua thuốc đâu. Rồi mời mọi người cùng ăn nha. Có chuyến này mấy chú cháu mình thành quả hơi cao ha. Dạ. Công nhận cái đám đó công nhận có mấy trăm con luôn á trời. Người có 40, có 40 con không? Người nào cũng nhiều hết mọi người chứ không phải mấy chú cháu mình không. Hỏi chấm vừa ăn luôn hết tụi con. Dạ. Mở mãi một con. Lúc này trời mưa chứ mấy chú cháu mình mà đem đi phơi một nắng sau đó là chiên ăn ngon nữa. Thịt chim nấu. Chim hả? Thịt cơm nấm. Còn không biết à. Mời các bạn thử miếng chim nha. Chim gì mày? Chim sẻ, chim cu. Chim lưỡi. Vậy chim lưỡi mày? Còn đâu không? Chim lưỡi đâu mà bự dữ vậy. Chột mình ướp xả chiên rất là thơm. Mời mọi người luôn nha. Giờ ăn no rồi, giờ đi cúng tế cho con Trần nè. Đó. Sao như vậy? Đó, sao cổi chết luôn rồi. Trông. Chết nó đạn luôn hả? Út à, cái chiếc có cái dấu màu đen nè. Còn nhiều cô hiếu mập. Cái đầu của con đi lùi nè. Thôi giờ vô nè, mưa tới rồi kìa. Khoan, con bối cái nào dịp. Nè, cái này của Phong nè. Cái này của Nam nè, cái này của con nè. Giờ cái mày đúng rồi. Rồi. Ê, cây ốc còn. Ê, cây ốc còn nè. Rồi quỳ về của mấy chú cháu mình đến đây cũng khá là dài rồi mọi người. Xin chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.